điền cái thông tin vô cái đó đi, mà cái số size của hồi trước của ta nó quá bự vậy, vỡ size nó quá nhỏ. Muốn size nhiều nó cũng cắt được á. Nó cắt bỏ đó, mà đó. Thì đó cái phiếu xanh đó. Phiếu đâu ta? Mình điền sao cho nó xứng hơn nó. Tại vì nó kêu là điền. Để chút tao gửi số đo qua cho mày điền. Cái số đo bữa hổm tao và tao gửi qua cho nó giao á. Đâu có cần. Nó cần. Nó biểu tao phải ghi chừng chi tiết. Là giờ nãy luôn đi. Thôi tao đang làm mà tao ghi chữ không ai đọc được đâu. Chứ giờ làm gì? Điền cái số đo của mày đi rồi hồi tao điền số của tao. Tao thấy hàng bữa hổm mày ghi tên gì? Ngọc Thẩm. Số điện thoại của mày nhiêu? 0901 263758. Trời chưa. Cùng xài sai gì? Nhiêu? Tính gọi. 0901 263758. 263758. Thẩm eo 686 á. Rồi tên gì? Ngọc Thẩm. Thẩm là eo 86. Cái gì vậy? Cái chỉ mua là sao? Y vậy, y giờ y đây. Ồ cái địa chỉ này là nó cho địa chỉ để mình mình gửi đi ha, địa chỉ của mình. Địa chỉ của nó. Địa chỉ của nó thì lát mày ghi cho tao biết sao tao ghi. Thôi để chút nữa. Ấy chà, giờ phải lòi cái. Chào mấy chị gái yêu nha. Phải lòi mấy cái thông tin hôm bữa điền cho nó khớp vô mới gửi đi được. Lát nữa là cái khi mua hàng là mày đo của mày nè. Giờ số đo lần nè, hả sai nè, lần 1 nè. Phát lòi ra cho làm cho Út đi cho theo, rồi ghi giống cái đâu? Địa chỉ bữa hổm á. Nè. Lướt lên cái dòng cái số đo với lại cái thông tin đầy đủ trong đó mới đóng hàng gửi đi. Kéo đi, kéo cái số đó. Chào mấy chị gái yêu nha. Cái là hút dây thấy đâu không thôi. Ôi mày hôn chết tôi rồi. Bể cái nàng mắc lời rồi. Chai serum mấy chị gái ơi, serum Tổ Yến nha. Chai khủng nè, chai serum khủng luôn. Giá cực kỳ dễ thương luôn. Serum Tổ Yến nha. Mùi thơm quá mấy chị. Chị nào chốt serum tặng em tặng không đồng nha. Serum Tổ Yến mấy chị. Cái bữa hổm khi mà đặt cái bữa hổm thì gửi cái số đo khi mua điền vô xong rồi giờ khi muốn cắt size. Serum Tổ Yến em tặng không đồng nha mọi người. Cái này mình xức vô cho nó trẻ quá làn da mấy chị nào xài serum rồi mới biết ha. Cái serum là nó làm cho mình trẻ quá. Rồi nó được là nó là được trẻ quá làn da, nó trắng da, hồng da, mịn màng, mụn nám. Đó, nói chung là xài serum xong rồi mình dưỡng kem lên thì nó sẽ đẹp hơn mình xài kem không nha mọi người. Chị nào chốt serum tặng không đồng. Serum Tổ Yến nha mấy chị. Một cái chai serum vậy là em bán 140. Nhưng mà em chốt tặng không đồng để em qua hàng bán luôn. Serum nha mọi người. Mình xức cho nó da mình nó căng á. Căng bóng mượt ha. Serum chốt bình luận giùm em 140.000. Serum tặng không đồng á mọi người. Một cái chai serum đã ghê không. Bự quá trời luôn. Cái này bao nhiêu ml ha. 130. 130ml lận. Xài lâu lắm mới hết nha mọi người. Chai serum này mấy chị xài, mấy chị lắc lên đều giùm em nha. Serum này là nó như vậy. Mấy chị lắc đều lên giùm cho em nha. Chị nào mà chốt cái này về xài nhớ lắc đều lên cho em. Sức cho nó thẩm thấu vô da nha mọi người. Bây giờ gặp gỡ cho nó đâu ha. Gửi đây rồi hỏi serum là 140 ha. Tặng không đồng. Hồng môi 85. Ok chị 140 một chai serum á mấy chị. Chị nào chốt bình luận giùm em. Hỏi lần giờ.
chốt serum tặng không đồng thì chốt kèm serum nữa, em ra đơn luôn. Hồng môi thì em chốt cho chị trước nha. Serum là 140, chị nào chốt bình luận giùm em. Chốt serum tặng thì chốt kèm một chai serum nữa, em ra đơn chị đẹp. Serum tặng thì chốt thêm ha. Hồng môi 800 ok. Cảm ơn chị Nguyễn Vinh nha. Hồng môi 85 ok. Serum tặng là mấy chị chốt giùm em chai serum nữa. 2 chai serum 140. Ok chị. Ok chị Lê Trang nha. Serum tặng không đồng cho chị Lê Trang. Ok chị Hoa Hương Dương. Cái này tại vì em bán cho nó cái like mình nó suông á. Chứ thật sự ra tặng là tặng chơi vậy đó chứ tặng để cái like của mình nó được tương tác á mọi người. Ok chị Hương Dương nha. Xài nơi lắc lên nha, riêng serum này phải lắc lên nha chị Hướng Dương. Hồng môi ok, phát coi với hồng môi tím nó nằm đâu rồi. Lấy giùm em tôi bỏ vậy để tối khỏi cái sạn đơn cực. Ok nha, hồng môi còn có vài chai gà hàng ngày mai mới có nữa. Rồi chị nào chốt bình luận 140, hai khách đó được tặng. Ai chốt bình luận giùm em nha, serum 140. Serum 140 chị nào chốt bình luận. Mấy chai dưỡng tóc là cái nào, có mấy chai là dưỡng tóc nó thơm thật là thơm luôn, được có mấy chai à mọi người, xài đã dữ lắm luôn. Cái dưỡng tóc có còn mấy chai phát nó thơm cực kỳ thơm luôn. Ok ok chị nha, chị Lê Trang. Năm quần nhỏ để em để riêng ra rồi. Rồi chị nào chốt nữa bình luận giùm em nha. Nãy em để riêng rồi, em để phím đây. Mấy chai dưỡng tóc đưa đây, hồng môi gán tìm tòi môi móc cho bằng được, còn hai cái lận. Ok nha, cái này là dưỡng tóc đúng không? 70.000 mà nó thơm, con em nó ghiền nó xí một chai rồi mọi người, bán không có lời. Bán không có lời mà nó xí rồi. Serum thì chốt bình luận 140 nha chị đẹp, em tặng có khách đầu like thôi. Chứ em tặng hoài em hết tiền, hết vốn mọi người. Ok chị Lê Trang rồi. Cái này em nói thiệt nha, con em nó vừa khui ra cái nó ghiền. Nó ghiền quá trời ghiền, nó lấy một chai rồi 70.000. Em có nhiêu đây thôi, em bán giá sale 70.000 dưỡng tóc nha, xịt dưỡng tóc này nó thơm, ngày mai vẫn còn mùi thơm. Chị nào chốt thì bình luận giùm em. Em không có bán tặng không đồng nữa nha mọi người. Em bán có hai khách đầu à. Mấy chị chia sẻ em, đáng là em bán có một chai tặng thôi, một chai tặng không đồng. Nhưng mà hai khách chốt một lượt á, nên là em phải chốt đều ha. Mấy chị sao chốt cứ bình luận giùm em serum 140. Hai chai serum đó là giá em 200.000 rồi, 200-201 rồi. Nên là em bán có một khách được tặng thôi. Hồng môi ok nè. Chứ em bán mấy chị là vui vẻ thôi nha. Chị nào chốt bình luận giùm em giá 140 chai. Hai chai dưỡng tóc ok nè, em còn hai chai nó thơm vừa ngày hôm qua con em á. Con em nó vừa lấy ra cái nó xí luôn à chị. Nó xí luôn à, nó thơm quá mà. Nó thơm mà, nó mềm tóc lắm luôn. 70.000 ha, còn hai chai ai chốt bình luận. Ok, rồi còn một chai. Một chai là 70.000, còn một chai nó thơm mà, tóc nó mượt lắm. Đã lắm. Ok nha, em còn chai dưỡng tóc nữa. Ok, chị Hoa Hướng Dương, chị Lê Trang có dưỡng tóc, còn chai nữa ai chốt bình luận. Trời ơi, cái chai này mà tại vì có mấy chai em sale cho mấy chị luôn nha. Thơm lắm, có một chai nữa rồi mấy chị. Nó xí rồi, nó ăn chai mà điệu lắm. Nó xài cái này, nó vừa xịt lên, nó thấy tối, nó về, nó rờ. Sao tóc mềm quá, tóc mượt quá mà nó thơm, thơm dai. Thơm dữ lắm cái mùi dưỡng tóc này nè. Chốt bình luận em còn chai. Hồng môi em còn được 3. Hồng môi được 4, tiếp nữa là ngày mai có hàng mới về. Hồng môi em còn nha, hồng môi 85. Hồng môi 85 kỳ này à. Em mới về thêm mấy chục cái hồng môi nữa. Ai chốt cái hồng môi này em tặng cho mọi người nha. 2 tặng 1. Cho nó hết cái đợt này đi, đợt sau em về em vẫn bán bình thường. 2 tặng 1, ai chốt bình luận nè. Ai chốt bình luận luôn.
ha. Chị Hướng Dương nãy chốt một tiếp, giờ chị chốt một tiếp nữa đi em tặng tiếp ha. Hồng môi này là xài là hồng, xài là hồng nha mọi người, xài lên chó hồng môi nó khử thâm môi nha mấy chị, nó khử thâm rất là hay, hồng môi hồng ti á mấy chị ha. Còn nó mấy tiếp đợt hàng cũ này thôi, đợt này nó hết rồi, đợt sau em về em vẫn bán bình thường. 2 tặng 1 chốt bình luận. Dưỡng tóc còn có con trai chị đẹp, ok chị Quỳnh Bông nha. Nè, hồng môi ha mấy chị, dưỡng khử thâm, hồng môi hồng ti nè. 2 tặng 1 em còn có mấy tiếp và chốt bình luận. Quỳnh Bông dưỡng tóc mà đi dưỡng tóc 70 nha. Nó thơm đỉnh luôn mấy chị, dưỡng tóc này thơm dữ lắm em nói thiệt nha. Cái nào mà em nói thơm dai là thơm dai ha mọi người. Ok chị Hương Huỳnh Bông chốt hồng môi bình luận. Phải ra dưỡng cho cái môi mình nó khử thâm á mấy chị. Dưỡng là hồng nha, xài cho hồng môi hồng ti luôn, hồng môi hồng ti chốt bình luận. Chị Hướng Dương lấy thêm không em tặng cho một cái nè, nãy chị lấy một rồi giờ lấy một nữa em tặng cái nữa cho rồi. Hết rồi nha, hết dưỡng tóc. Ừ, Khoan Dương có một chai hồng môi rồi, giờ em còn hai á. Nói chung một cái là em đang xài, một cái hồng môi em đang xài, dưỡng tóc em hết nha chị Huệ. Đó, còn 4 tiếp nữa ai chốt bình luận nè. 2 tặng 1 luôn. 2 tặng 1 là mình bán làm sao ta? Bán vậy là bán coi như là bán cho hết hàng á nha mọi người. 2 tặng 1 chốt bình luận nè. Rồi cái tiếp Việt Nam nè mấy chị. Việt Nam còn mấy tiếp ta? Việt Nam hết luôn hả? Việt Nam hết luôn hả ta? Việt Nam này à, em lấy ra em test rồi. Bữa hôm em bán 90 sao em bán xả 70 giờ em test rồi. Chị nào lấy này em 40 em chốt luôn nha. 40 em test lên mặt em có 1-2 mặt à. Ai chốt Việt Nam 40 bình luận. Xả cho nó hết đặng mình về cái này mới để mình dễ quản lý á. Mình dễ quản lý cái mình kiểm tra đơn hàng của mình nó dễ ha. Rồi chị nào chốt bình luận Việt Nam 40 là tại vì em khui rồi nha mọi người. Khui rồi ai chốt bình luận, không chốt thì em xài cũng được không sao. Chốt bình luận cho em à, hồng môi 85 2 tặng 1 hết rồi nha. Rồi cái này là thải độc. Thải độc chốt bình luận giùm em. Thải trì nha. Nhiễm trì, nhiễm cọt, nhiễm cái giống gì á mấy chị. Cái chai này là về có nó hướng dẫn sử dụng nha mấy chị. Có hướng dẫn ở đây thải trì này 120 chị nào chốt bình luận giùm em nha. Nó có hướng dẫn mà mắt em nó mờ lắm, em đọc không có hết cho mấy chị. Thải trì 120 chốt bình luận giùm em. Ok chị Hướng Dương nha. Thải trì mấy chị về có đọc hướng dẫn giùm em nha, tại vì mắt em giờ phải cần đeo kiếng đó mấy chị, nhưng mà em đeo kiếng em không có like được. Cho nên là những cái chữ nào nhỏ là em đọc em bó tay á. Chị nào chốt thải trì bình luận 120 là giá sale nha. Ok cho chị Hoàng Dương Việt Nam rồi. Chị nào chốt bình luận cái đó là 90 tại em test rồi á, thế là em lấy cho 40 thôi nè. Chị nào chốt cái thải trì bình luận giùm em. Hồng môi ok chị, hồng môi em tặng nha. 2 tặng 1 cho nó hết hàng à, kiểu như là nó hết rồi đó, mình nhập cái khác về mình dễ kiểm soát nữa mấy chị đó. Cái nào mà có như mình bán hết hàng rồi là mấy cái cuối này mình lời rồi á, mình bán tặng vậy cho vui cho khách nó lâu lâu cũng được, như là gì ta, tri ân á ha. Như là đầu mình có bán nhiều món rồi mình lời rồi, cái còn cuối lại mình bán quề hoặc mình bán lỗ chút xíu nó vẫn có cái lời từ đầu rồi mấy chị, mình bán tri ân vậy á. 2 tặng 1 nè, về để dành xài nha, cho chị nào mà xài hồng môi hồng ti hồng bikini luôn. Chị nào mà ti bị thâm mấy chị xài ngày 2 lần giùm cho em nha. Cái này là 85.000 2 tặng 1 nè đó, mình bán tặng tri ân vậy cho vui ha mấy chị đó. Lâu lâu cũng có phải tặng này kia nọ hay là bán giảm giá cho nó vui ha. Nám em hết, giờ lấy cái nám khác đi, từ từ em lên nha chị Quỳnh Bông. Nám em hết, chị bình luận cái gì cho rõ giùm em. Thải trì 120 chị nào chốt bình luận nè ha. Da ai cũng bị nhiễm trì nha mấy chị không phải là nó nhiễm á, là da mình lâu ngày nó sẽ bị mụn, bị nám, da mình xấu, da mình sậm nha. Thải trì đi, thỉnh thoảng mấy chị xả thải một tuần khoảng 2 lần cho em. Mình thoa lên đi cho nó những cái độc tố, cái trì, cái chất cọt này kia nọ, đủ thứ trên đời này đó mấy chị, nó thải ra hết giùm em nha. Thải trì. Thải trì như một hộp vậy là được 2 chai mấy chị, có hướng dẫn mấy chị về xem hướng dẫn giùm em. 120 là giá sale nha mọi người ha. Ai chốt cái bình luận giùm em, bình luận giùm em là thải trì nha. Thải trì 120. Chốt đi mấy chị đẹp. À, cái hộp mà
cái kia đâu rồi ta. Thế mà đang xài lỡ dở phát. Cái hộp này nè. Dạ, được tặng là vui đúng không? Kiểu như là mình bán hết hàng rồi á, nguyên cái hóa đơn của mình nó nhiều quá mà bán còn rớt lại 1, 2, 3, 4, 5 sản phẩm là mình bán nửa tiền cũng vui mấy chị, tại vì hàng nó đã hết. Ok, hũ tẩy trắng 140. Ok chị Huệ Nguyễn, đâu phải đâu, cái men mà chị, men đúng không? Ok chị nha, cái ai mà có men 140 là được miễn ship nha. Nha chị đẹp, men 140 hũ nè đúng không, được miễn ship nha chị gái. Chị Huệ Nguyễn, chị phải bình luận giùm em men giùm em nha, men cái trắng nha. Đó, như mình bán đầu tiên về là mình bán có lời, sau giữa mình bán tặng cho vui, rồi cuối cái mình bán ít tiền lại thôi. Lâu lâu như vậy khách cũng được tri ân, là khách được tri ân vậy cũng vui vẻ mọi người ha, quà mà. Rồi chị nào chốt bình luận giùm em, chị Hoài Nguyễn phải cái men này không chị đẹp, phải men cái trắng bình luận giùm em nha, phải men thì bình luận cho em. Cái men đâu rồi, cái mà ta đang xài lỡ dở đâu khác. Cái men cái trắng á 140 nha mấy chị. Với lại cái hũ viên nang á, viên nang 60.000. Chị Huệ Nguyễn bình luận lại men có đúng không chị đẹp. Nè. Chị xài là cái men này đúng không chị đẹp? Men của Nhật, men cái trắng của Nhật đúng không? Xài cho ba mặt luôn ha. Đúng không chị? Ok giùm em men. Nè. Men là cái trắng trực tiếp nha. Nó cấy cho mình trắng da, trắng da, hồng da, mịn da, xài cho mặt được luôn. Phải thì bình luận lại men với chị Huệ Nguyễn 140 nè. Chốt bình luận cho em ha. Xài được cho mặt luôn á mọi người. 140. Chị nào chốt cái nếu mà cái đơn hàng mà có men á là không tính ship. Cái viên nang mà đang xài lỡ dở đâu mất tiêu rồi. Viên nang nha hay cừu 60, chốt bình luận nha. 60.000 nhưng mà nó có 30 viên trong này, mình xài được 30 lần á mấy chị, một ngày mình xài một viên thôi. Viên nang nha hay cừu 60.000 ai chốt bình luận giùm em. Thế mà mình đang xài đâu mất tiêu. Tẩy trắng là có 95 mà chị Huệ Nguyễn không có bình luận đúng, em chưa biết làm sao, em chưa chốt được nha chị gái. Tẩy trắng 95 nhưng mà 2 tặng 1. Còn men là 140, nếu mà ai có một chai men là không có lấy tiền ship nha. Dầu này là 80.000 chốt bình luận. Sale nha mọi người, cái này đáng lẽ bán 100 mấy lần nhưng mà em bán 80, có 10 chai ai chốt bình luận. Dầu gội. Dầu gội này là tên gì ta? Em chỉ biết dầu gội này xài đã lắm luôn. 80 ai chốt bình luận, có 10 chai nha, nhanh tay còn. Nhanh tay còn nha, có 10 chai à, chốt bình luận. 10 chai bao nhiêu ta? 10 chai bao nhiêu? Không thấy ở đây ta. Có 10 chai dầu gội nha, 80.000 chai. Chị Huệ Nguyễn bình luận giùm em cái đi chị đẹp. Sữa rửa mặt này là nhiêu ta? 70.000 sữa rửa mặt. Sữa rửa mặt của ơi. Sữa rửa mặt này mấy chị chốt bình luận giùm em nha, 120ml. Hoa cúc la mã gì ơi, sữa rửa mặt gì mà cái công dụng của nó đọc không ra, làm sạch sâu bụi bẩn, bã nhờn, ngăn chặn sự hình thành mụn cám, mụn giò đầu đen, tạo bọt siêu mụn gì đó. Và vậy, khi massage đều lên mặt. Sữa rửa mặt này xài chốt bình luận giùm em. Ok chị một cái men. Ok nha chị Lê Trang, ai có men là miễn ship nha mọi người. Chị nào chốt gieo gần thì 60.000. 140 men này là men cấy trắng nha. Em lấy men và tắm trắng. Em lấy một men và cái gì trắng? Cái dầu gội á nha chị. Hoa. Em không có tắm trắng nha. Hoa Anh Nguyễn không có số, Hoàng Anh Nguyễn không có số điện thoại nè. Men là mình xài lên da mặt được luôn, xài cho mặt luôn, không có số điện thoại là em không chốt. Em không có tắm trắng, em chỉ có dầu gội đó là 80.000 chai chốt bình luận. Em không có tắm trắng. Sữa rửa mặt này xài đã lắm mấy chị, công dụng ở trong này rất là hay luôn. Mà em đọc thì Huỳnh Bông ok, Huỳnh Bông ok, em có 10 chai à.
ha, mình rình rình mình mua hàng sale về bán sale cho mấy chị gái 80.000 nha. Hoàng Anh Nguyễn, bữa trước em nhớ có đơn mà không biết số điện thoại có sai không nữa mà em gọi không có được hay sao, không biết phải chị không nha. 80 giờ gọi bình luận, quên ghi vô để quên á. Chốt cái gì bình luận cho em ấy nha chị đẹp, tại vì em không có tấm trắng nha. Mua 2. Dạ, 2 tặng 1 là gì ta? Huỳnh Bông ok chị men. 2 tặng 1 là 95.000 á chị. Hai hộp gì? Hai cù hồi nãy ok. Đơn kia có rồi nha chị. Huỳnh Bông men nè, men là 140. Men cái trắng là được miễn ship nha mọi người. Dạ hả chị? Huỳnh Bông chai men ok, mua 1 chai men. 1 chai men với lại 2 tẩy trắng đúng không? Tẩy trắng là 2 được 3 nha. Chị Huệ Nguyễn, 2 là được tặng 1 quá, tẩy trắng 95 phát lấy giùm mẹ mấy hộp liền đi để hồi nữa công soạn đơn. Ok nha. Chị Huệ Nguyễn ok, tẩy trắng nó nằm đây nè. Tẩy trắng bỏ vô đây cho ba ấy cho Huệ Nguyễn nè. Tẩy trắng 2 là được tặng 1 nha chị đẹp, tẩy trắng 95. Mua thêm ok. Chị Lê Trang ok nha. Lê Trang. Nang nha, viên nang. Xài cho body là trắng da, xài được từ trên mặt xuống luôn nha. Men cái trắng đó 140 của Nhật, xài thơm mà trắng. Trắng sau 15 phút nó trắng dữ lắm, mấy chị có thể đi tắm lại cũng được, không tắm để nguyên qua đêm cũng được nha. Có trắng da mặt từ từ em lên. Da mặt thì có nhiều mà nhiều loại nha chị, từ từ. Hồi nãy chị chốt tắm trắng em không có nha chị đẹp. Tắm trắng em không có, em chỉ có tẩy trắng thôi. Tẩy trắng cho body với lại là men cấy trắng. Với lại ủ trắng nha, ủ trắng cũng của Nhật. Ủ trắng cũng của Nhật nha chị đẹp. Chị Huệ Nguyễn ok nè. Tẩy trắng này là trắng cho body, trắng giả mang, trắng hồng, trắng đẹp, trắng mịn, trắng thật nha. 95 nhưng mà 2 tặng 1. Abutin là mấy chị. Abutin là giống như là một cái thuốc. Một em vàng ok, Abutin là giống như là một cái loại thuốc để làm trắng da cho mình nha. Chân hũ kem vàng. Abutin là như là một cái chất thuốc nha. Nó làm cho mình trắng đẹp. Nó làm cho mình trắng đẹp mày nha mấy chị gái ơi. Từ từ em lên nha, từ từ em lên từ từ. Trắng mặt từ từ ha. Em lên tới đâu rồi em phải từ từ. Cái nhau thai này là nhau gì, viên nang nhau thai cừu này mấy chị về cắt xong rồi xài trên da nha. Cái hũ mà mẹ đang xài lỡ dở nó nằm đâu rồi để mẹ cho khác chứ không lẽ phun hoài ta. Đang xài lỡ dở có một hũ. Viên nang này là 30 viên nha. Sổ mỡ ngày 1 viên uống liên tục, đúng rồi. Uống liên tục. Uống 10 ngày là xuống 3 kg. Rồi mai mốt mấy chị như ý rồi, mấy chị thỉnh thoảng mấy chị ăn dầu mỡ nhiều quá mấy chị uống viên cũng được ha. Lâu lâu á, như là ăn dầu mỡ nhiều quá thì mình uống viên cho nó sổ mỡ, thải mỡ ra. Còn như mình đang muốn xuống, mình xuống thì uống 1 ngày 1 viên, ngày 1 viên. Uống 10 rồi, 10 viên đó cũng khoảng xuống 3 kg ha. Ngày 1 viên thôi đừng uống nhiều. Không biết cái viên nang đang xài đâu mất tiêu rồi ta. Men á là chốt bình luận cho em, men 140. Từ từ nha mọi người, em kiếm cái. Uống là nó sổ đúng không? Uống nó sổ sau khi mình đau bụng rồi mình đi cầu cái mình thấy nó khỏe, nó nhẹ người đúng không chị? Ok chị Nguyễn Phong. Tẩy trắng 2 tặng 1 nha chị đẹp. Viên nang á là 60.000. Cho em 1 tẩy trắng ok, 1 tẩy trắng là 95 nha chị đẹp. Tẩy trắng 2 hộp Loan Trần ok. Tẩy trắng 1 hộp 95 nha. Ok nha chị đẹp. Loan Trần 3 hộp. Nè phiếu nè.
hai là tặng một á mọi người, mua đi mấy chị, hai tặng một, tẩy trắng là xài rất là ok, từ từ tại vì em đang chưa có rảnh em lên em test cho mấy chị coi nha. Tẩy trắng quá là ok nha mọi người. Nguyễn Vân ok rồi, viên nang là 60.000. Chị nào mà thải chì thì chốt bình luận thải chì cho em 120 nha. Một hộp thải chì như vậy mấy chị thải được rất là nhiều lần, một tuần có thể là mấy chị thải được 2-3 lần nha mấy chị. À, một tuần thải 2 lần thôi, bao nhiêu chì gì đó nhiễm cọt nhiễm cái thứ gì trên cái da mình, nó da bị lão quá da xấu rồi mấy chị thải giùm em nha. Chị nào chốt bình luận nếu mà chị xài tẩy trắng thì xài cho body á chị đẹp, không có tắm lại nước sạch nha. Tẩy trắng là giống như xài body, nó làm cái chất thuốc cho mình tẩy trắng, tẩy trắng da trắng đẹp, trắng thật, trắng mà không bị ăn nắng ha. Xài cho body là từ cổ trở xuống nha chị gái, không có tắm lại nước lạnh, không có tắm lại nước sạch. Tẩy trắng này em có mấy loại lần, tẩy này là 95 chốt 2 tặng 1. Viên nang ok, quỳnh bông nha. Lan Trần ok rồi. Chị nào mà chốt thải chì bình luận giùm em, thải chì giá sale với mấy chị, thải chì giá cao lắm giùm em sale nha mấy chị nha. Xài cho body á, tẩy trắng xài cho body nha. Khách bên em xài tẩy trắng đó da mềm da mịn quá, vô chốt thêm không có mấy chị. Viên nang là 60.000 chốt bình luận. Ai chốt thải chì này bình luận giùm em một cái, mở hàng giùm em cái thải chì đi mấy chị. Em có xài em có những cái dòng kem chị cho da mặt mình bị nám bị mụn bị xấu quá mấy chị, da thì bị lão quá, da không đều màu á, da dầu da nhờn là xài được hết luôn nha. Từ từ em lên, chị nào chốt giùm em cái thải chì này mở hàng giùm em cái. Em có chừng mấy chục bộ thôi, mấy chục hộp này ha, em hốt hàng sale, em hốt sale về em sale cho mấy chị giá 120. Chị nào mở hàng giùm em một khách thải chì này, một em tặng một cho một khách thôi nha. Có bàn chải á chị, ok lấy bàn chải giùm cho Nguyễn Vân 5 cái. Có kem răng 30 luôn, có kem răng chốt bình luận ha. Chị nào mà chốt thải chì một tặng một luôn, một khách đầu tiên thôi nha, mở hàng giùm em. Bây giờ em nói cái giá tiền với lại cái sản phẩm nha mấy chị xài. À, một thải chì ok chị Lê Trang. Này, kem răng 30.000 chốt bình luận Lê Trang, một tặng một nè. Rồi chị mở hàng giùm em. Thải chì này xài là nó ok lắm nha mấy chị, về sử dụng mấy chị đọc giùm em chứ giờ em đọc nó em làm không kịp. Cái này là em chốt cho chị 120 nhưng mà tặng là coi như là em bị âm vốn vô đó rồi. Rồi để cho chị mở hàng giùm em ha. Chị nào chốt bình luận giùm em mấy chị xài dưỡng da trắng đi mấy chị ơi. Cái tẩy trắng này nó trắng kinh khủng khiếp nha. Nó trắng mà nó trắng thật, nó trắng tự nhiên, nó trắng hồng nha mọi người. Trắng mềm da, mượt da. Cái mà nó ok nhất là nó mượt da. Mấy chị vừa sức lên cái là nó thấm hút liền, nó thấm hút liền, nó không lộ, không bết rít gì hết trơn. Nó xài gì chốt bình luận giùm em ha. Tẩy trắng nha, tẩy trắng là 2 tặng 1 á. Lấy 5 cái bàn chải chưa. Rồi kém răng, chị Nguyễn Dân có chốt bình luận giùm em. Kem răng là 30.000, em còn ít thôi nha. Kem răng đi mấy chị. Kem đánh răng 30.000 một tiếp. Chốt bình luận đi mấy chị, em có màu xanh với màu trắng nhưng mà màu nào xài cũng thơm ha. Hiệu này là mấy chị xài ở ngoài thị trường bán giá cao lắm, em bán có 30.000 à. Giá sale nha, còn ít. Hai chốt kem răng bình luận cho em. Gel gừng 60 nha. Mấy chị. Trắng bằng. Ở ngoài em da ngâm nha chị đẹp, da em ngâm lắm, da em là da bình thường da ngâm nhưng mà em cứ test kem riết hôm nay nó đỡ nhiều, nó thật sự là nó đỡ nhiều. Cũng hơi tự tin. Da em là da ngâm á mà em test kem cho mấy chị hỏi test vậy hoài sao không trắng được, em đâu có sử dụng gì đâu mà em cứ test kem. Ok cho chị Nguyễn Ngọc Mỹ, gel gần 60.000, tan mỡ toàn thân á mấy chị. Tan mỡ toàn thân, mấy chị thích nó tan chỗ nào mấy chị thoa vô chỗ đó giùm cho em. Tan mỡ gel gừng nha, chốt bình luận giùm em. Ở ngoài da em ngâm nhưng mà em cứ test kem cho mấy chị biết là hồi đó là cái chân em nó trắng, cái đùi em nó trắng dữ lắm. Tại vì cái đùi á lúc da non mà nó mình ít có bị tiếp xúc với ánh nắng á là da mình trắng, nhưng mà giờ em test kem biết cái tay em trắng hơn cái chân nhiều lắm rồi. Ok ba. Ok chị, ba hũ tẩy trắng thêm nè. Tẩy trắng là 2 tặng 1 quá chị đẹp. 95 nhưng mà 2 tặng 1 nha. Chị khách nào mà đã xài rồi là mấy chị quay lại đúng không? Em thấy khách nào xài rồi cũng quay lại. Ok chị ơi, chị chốt 2-3 sản phẩm rồi mà em không thấy có số điện thoại nên em không có kêu tên chị gái nha. Đó chị nào chốt bình luận.
Cái này là gheo gừng, ở trong đây nó có một cái thước dây. Trong đây nó có thước dây ở trong này nha mọi người. Em ra chốt bình luận giùm em. Không có số điện thoại là em không có chốt được hàng. Rồi chị nào chốt bình luận cho em ha. Gheo gừng này nó trong đây cái chai mà mẹ tháo ra rồi đâu rồi ta. 60.000. Mấy chị xoa lên cái vùng nào mà mình cần nó tan mỡ ha, nó là tan mỡ toàn thân á, 60.000. Mấy chị có mỡ vùng nào thì mình xoa vùng đó cho em ha. Mấy chị không có số điện thoại em không có làm đơn được nên em không có kêu tên. Rồi chị nào chốt bình luận giùm em ha. 60.000 là nó có một thước dây để mình theo dõi cái số đo của mình nha mấy chị. 60.000 một gheo gừng xoa lên bụng ha. Thường thường em thấy mấy chị đem về là xài cho bụng không đúng không, xài là nó chăm chích, nó ấm á, nó nóng nóng, nó chăm chích cho mấy chị, nó đánh tan mỡ ha, nó làm mình tan dần. Chốt bình luận giùm em gheo gừng là 60.000. Ok chị Huệ Nguyễn Thêm rồi nha, chị nào chốt bình luận nè. Nước hoa đi mấy chị ơi, nước hoa à, cái chai gheo gừng đây. Viên nang tức muốn chết, nó để đâu cũng để mình khui ăn hộp nữa mình xài ta. Viên nang mấy chị, từ từ em lên viên nang em sức lên cái cho da mình nó mượt cái mới nói chuyện sao nha. Đây gheo gừng chốt bình luận. Viên nang là mấy chị 2 tẩy trắng ok. Cái trắng đó mình xài cho mặt được luôn nha chị. Nhưng mà mình xài trên mặt chừng 15-20 phút mình sức được rồi. Để cái mặt mình mà để qua đêm nó trắng dữ lắm. Nó trắng quá thì cũng không khoái đâu em nói thiệt. Mình để cho body từ sáng tới tối, từ tối tới sáng được. Nhưng mà mình sức trên mặt chừng 20 phút mình đi rửa được rồi, nó đủ trắng trên mặt mình rồi đó chị đẹp. Nó có hướng dẫn nha. Cái men ủ trắng này nè, cái men cấy trắng này là mình xức cho mặt, nhưng mà 20 phút, 15 phút nó đủ trắng rồi, trên mặt mình nó trắng rồi là mấy chị rửa giùm em. Còn để cho body được, tại vì body là da mình nó da kiểu như da nó cũng dày hơn ha. Được nha, có sự hướng dẫn. Ok chị Ngọc My Trần nè. 2 tẩy trắng 95.000 được tặng 1 nha. Có hướng dẫn á mấy chị, về đọc hướng dẫn giùm em mà đọc nữa là chậm lắm mấy chị, chờ lâu nha. Men cấy này là 140, xài sướng lắm. Có mặt nạ, em không có mặt nạ đâu chị, em có cái giống gì ta, không có mặt nạ. Chị nào thải chì nhớ bình luận giùm em thải chì nha. 120, nhưng mà mấy chị da mặt mình ai cũng bị chì hết, lâu lâu thỉnh thoảng tuần mình thải 2 lần đi mấy chị. 120 mà thải chì này là giá sale á nha mấy chị, không mua là hối hận gán chịu. Không lẽ giờ em test ở đây thì nó nhiễu nhão đây, em test là em phải lau mặt nè. Thải chì, chị nào chốt thải chì về xài đi, cho cái da mặt mình nó lấy hết bụi bẩn ở dưới da chì này kia nọ, cái chất độc đồ nó bị gì. Cho em thêm 1 tẩy trắng và 1 men nữa. Ok chị Hoa Anh Nguyễn nha. Đó, mấy chị bị nhiễm này kia nọ, da mình xấu, da bụi bẩn, da lâu ngày mình không thải chì, mình chốt thải chì về xài giùm em nha. Ok chị Hoa Anh Nguyễn nha. Cho thêm 1 tẩy trắng và men. Số nào là số đúng, hồi nãy giờ em thấy chị cho 2 con số không có giống nhau nha chị đẹp. Số nào là số đúng, hình như nãy số khác, giờ số khác rồi chị ơi. Hoa Anh Nguyễn, cho số đúng giùm em đi để em dễ liên hệ với mấy chị. Rồi ok nè. Mấy chị để ý cái số điện thoại của mình giùm em nha, cho nó đúng nha. Tẩy trắng mà nếu mà là 2 là tặng 1. Khi nào em gọi chốt đơn á, mấy chị có thiếu sót gì mấy chị báo em luôn để em bù vô nha, để em bỏ thêm đó. Hoa Anh Nguyễn ok. Men 140, ai có xe men là được miễn ship. À rồi, nãy em thấy rồi. Rồi, cảm ơn chị. Chị nào cũng chốt một hộp thải chì về để dành thải đi mấy chị. Thải chì cho cái da mình á, mình xài cái gì nó cũng hấp thụ được hết luôn nha. Mình thải chì thải độc tố trên da mình cho nó lấy đi hết những cái độc. Nó lấy hết dưới da, bề mặt da gì nó lấy hết lên, xong mình dưỡng kem, ủ kem nó mới ăn kem nha mấy chị. Nha, thải chì chốt bình luận giùm em. Men cái trắng hồi nãy có chị chốt 3 hũ rồi đâu mất rồi ta. Huệ Nguyễn nè. Ok chị Huệ Nguyễn, hồi nãy bà chốt gì ha. Khi nào em gọi lại á chị đúng hay là sai chị bình luận lại. Ồ, chị nói lại giùm em nha chị Huệ Nguyễn.
ba cho em, hồi nãy là chị sửa giá là quên sửa lại rồi đúng không, sửa đơn lại rồi đúng không, men cái trắng là 140 mấy chị xài cho mặt được luôn á, ai chốt thì bình luận cho em. Rồi qua cái gì này, kem này xài cho mặt nè, kem này là thần thánh nha, em quên test cái nhau thay cù trước, cái viên nang nhau thay cù đáng lẽ mình lót một viên ở dưới cho nó bóng nó mượt da, xong mình xức kem lên. Đây nịt bụng 1,2 triệu nhưng mà bên em không có bán, mấy chị có đặt hàng em chỉ chở cho đặt nha. Chị hỏi cái gì chị gái ơi, Hoàng Anh Nguyễn, đây kem này xài cho mặt nha mấy chị, kem này là kem vàng 115.000 xài cho mặt, không có bị này là da dầu da nhờn, trị được nám trị được mụn nha, đặc trị á mấy chị, đặc trị mụn nám, đặc trị mụn nám, da dầu da nhờn, da xấu da không đều màu là mấy chị xài kem vàng 5 tháng xài hết một hũ ha, 5 tháng là mình xài được một hết một hũ, ai mà nám nặng cỡ nào cũng hết nha mọi người, kem đặc mình xài lâu hết lắm, kem đặc này là 5 tháng xài hết. Đây nịt bụng là 1,2 triệu, em có một cái mà em mua về em xài hả, em không có đeo em đeo có mấy lần sao em thấy phiền phức quá em không đeo, chị nào muốn eo nhỏ eo gọn á thì em chia lại cho 1,2 triệu. Nè, Ngọc thì nó đeo quanh năm suốt tháng, nó đeo ghiền, còn em thấy phức tạp quá, em làm biến quá, mỗi lần đeo quá em thấy sao không, em không đeo được. Đó, chị nào chốt nè. 1,2 triệu là cái đai này là của gì ta? Em mua bên Ngân Thảo á nha. Ngân Thảo á 1,2 triệu nó có đủ size, mấy chị qua bên đó Ngân Thảo mua cái đó. Đai đó 1,2 triệu, có size đủ luôn mấy chị. Ai chốt thì qua đó mua giùm em. Dạ, ok chị. Chị nào chốt cái gì nữa ta, em lên tới đâu rồi? Kem vàng đi mấy chị đẹp. Kem này cũng đặc trị nám luôn. 220, ai chốt bình luận. Đặc trị da dầu, da mụn, da nám, hàng VIP nha. Hàng của nước ngoài. 220 một bộ kem VIP. Kem này cá heo chốt bình luận giùm em 300, bây giờ em xả cho mấy chị 200 thôi, em xả một hộp thôi, còn em bán mở hàng một hộp kem con cá heo 200 nha, em có 30 hộp em săn sale á mấy chị. Cái chất kem là mấy chị thấy đỉnh lắm luôn. Cái hộp kem là mấy chị thấy ghiền không? Ai có đơn thì chốt, xài cho cái da mình nó trẻ quá lại nha. Nó đặc trị viêm nó đặc trị da mụn, da dầu, da nhờn, da xấu. Hàng VIP nha mấy chị. Bình luận giùm em cá heo nè. Cá heo này 200 chốt, em có 30 hộp thôi. Nó làm cho da mình nó trẻ lại y như là mình mới đi cấy một cái tinh chất gì đó. Đó, xài cho da mình nó căng, mình sức lên là nó thẩm thấu liền, nó giống như cái chất sữa mấy chị, vừa sức vô cái nó thẩm thấu liền nhanh luôn nha. Nó rất là mềm mượt da. Em bán giá sale là 300, giờ em bán đầu like tương tác, ai mở hàng cái kem này bình luận giùm em 200.000 thôi, kem cá heo. Bán một bộ cho chị khách nào mà mở hàng qua cái mẫu này giùm em nha. Bán một bộ thôi. Bán một bộ kem cá heo là 200. Chốt bình luận kem cá heo 200 làm cho da mình nó rẻ quá. Mình xài lên vừa dưỡng riết da mình nó căng y như là mình mới đi trẻ quá da lại mấy chị. Đã lắm, kem cá heo bán bộ thôi ha. Ok chị Huệ Nguyễn. Ok chị nha. Bán một khách thôi, khách thứ hai là bình luận giùm em 300, tại hàng đó là hàng cao cấp, hàng đỉnh. Xài da mình đi như mình đi mới đi căng da về á, nó mượt lắm. Nó căng, nó bóng, nó mịn, thiệt là mịn luôn. Em đi lấy cho chị nha. Hàng sale á chứ cái giá này tới 1,000,000 lần ha. Út Lâm
5 chốt 5 gói số mỡ. Kem cá heo. Ồ vậy bộn nữa hả ta? Lấy giùm bộn nữa cho Hướng Dương ơi. Hướng Dương là khách VIP, đơn hàng ngày nào cũng mấy triệu. Ok chị Hướng Dương cho người ấy nữa. Phủ bạc em không có mà. Em có dầu gội đen á chị đẹp. Dầu gội đen là 55 ngàn nha chị. Út Lâm có ok dầu gội đen ơi, chứ phủ bạc em không có kêu bằng phủ bạc, em kêu dầu gội đen. Đúng thì bình luận giùm em dầu gội đen 55 ngàn nha chị đẹp. Cá heo ai chứ là 300 ngàn giá sale qua cái đó mình xài lên da mình đi như mới đi trẻ quá về á. Y như mình mới đi spa về luôn á. Cá heo này là bộ kem này nó xịn sò ha. Ok chị Nga Quách. Huỳnh Bông cho một bộ nữa đi. Cho một bộ nữa đi khách, khách chốt một bộ nữa kìa phát. Cái này y như mình đi trẻ quá mới vừa đi spa về, mình đi nằm trong spa một tiếng đồng hồ về thư giãn á, nó mới có được cái làn da căng bóng mịn màng nha. Cái này cái chất của nó là sức vô nó thấm hút liền. Cho một bộ cá heo nữa đi. Cái này bán đó, hả thiệt tình là không lời nha. Lời mấy cái khác kéo qua. Huỳnh Bông ok. Bán không lời mấy cái khác em kéo qua. Ok chị Út Lâm. Phủ bạc nha chị đẹp. Phủ bạc với 5 gói số mỡ. 5 gói số mỡ mấy chị về uống giùm em là. Cho một cái cá heo nữa đi. Số mỡ mấy chị uống ngàn viên thôi nha. Mình đừng có mà uống nhiều quá không được nha mấy chị, ngàn viên là nó đủ sổ rồi. Để em coi còn mấy bịch em mới cho. Ok chị. Hồi nữa lấy hai cái đằng kia chưa nghe máy bỏ vô đây cho Út Lâm. Rồi ai chốt nữa bình luận giùm em. Tẩy trắng ai chốt mới vừa chốt đâu rồi ta. Nga Quách ok nha. Hai tẩy trắng là được tặng một. Hai tẩy trắng được tặng một nha chị. Quỳnh Bông cái phiếu Quỳnh Bông đâu rồi ta. Quỳnh Bông ok. Khoan để từ từ em đọc bình luận ha. Từ từ em đọc nhanh nó không có được. Từ từ. Chị Quỳnh Bông em ok trước cái thôi nha. Em làm chậm nha mấy chị. Chờ em chút. Muốn đẹp thì phải có từ từ có thời gian nha mấy chị. Chờ em xíu. Dầu gội đen là sao để em đọc nha. À, dầu gội đổ ra tay gọi như đừng có đổ ra tay chị. Ở trong đây nó có một cái cặp bao tay, có mấy cặp bao tay trong này nè mấy chị, so cho đầu ướt đi, có hướng dẫn nha, có hướng dẫn trong đây. Khi nào đầu mình ra bạc á, cái chân tóc bạc thì mình thấm nước cho nó ướt đầu đi, ướt tóc xong rồi mình so lên. Một gói như vậy ở ngoài thị trường bán mười mấy lần. Huệ Nguyễn ok. Mười mấy ngàn một gói lận, nhưng mà em bán một bịch như một dây như vậy là 10 gói. Mấy chị gọi được 10 lần, khi nào ra tóc bạc thì gọi, chân bạc thì gọi nha. Xong rồi mình có cái cặp bao tay mình quào quào vậy nè, để chừng 15 phút rồi xả nha chị đẹp. Nha Quách ok nha, hai là được tặng một, tẩy trắng nè. Hai tặng một. Biết sao không? Bán tặng cho nó vui nha mấy chị. Huệ Nguyễn ok, số mỡ. Trong cái thùng đó mấy gói mà số mỡ chưa nghe máy á. Đưa cho mẹ. Để hồi nó quên. Cái mấy cái nhỏ nhỏ này dễ quên lắm. Ok chị Út Lâm. Út Lâm ok, hai thuốc ho. Kẹo ho là 15. Kẹo ho em còn nha mấy chị, còn ít. Út Lâm ok. Phủ bạc. Dầu đó là dầu gội đen mấy chị. Mấy bữa hỏi mái tóc em á, ngay chỗ này nó ra bạc, chân bạc nhiều quá. Em cũng hay gọi mà tối con dâu em nó mới nhộm cho em màu đỏ. Nó mới nhộm màu đỏ. Ai chốt bột cá heo nữa bình luận nha. Dầu gội đen hình như em còn một hộp á mấy chị. Dầu gội đen còn một hộp. Chị nào có chốt qua kem xài cho mặt thì bình luận kem vàng ha. Kem vàng là 115 nè. Có chị nào xài thì bình luận giùm em kem vàng. Có kem mặt nè chị. Kem vàng. Kem vàng là 115. Đặc trị mụn nám rất là đỉnh nha. 115 xài được 5 tháng. Đằng kia kìa ở bên thùng đó đó. Đặc
Chị mụn nám rất là hay, em đang xài nè mọi người. Da mình ha, mụn cỡ nào, nám cỡ nào nó cũng rỉnh lên hết trơn. Sổ mỡ có 30.000 à, uống được 10 ngày á chị đẹp. Sổ mỡ có 30.000 uống được 10 ngày. Hiện bây giờ nhà em cũng còn ít thôi. Từ từ ha, còn gói nào không? Đưa cái của đằng đó may mau á, để cho khách chốt em may mau còn hẹn. Cái gói nhỏ đó quên tới đâu rồi ta. 30.000 để em đưa cái gói cho chị coi. 10 viên mỗi một ngày mình uống một viên thôi. Gói nhỏ nhỏ đằng sau cái thùng lớn á, kem nó răng. Dầu gội ok. Xài ngày với đêm nó có chất chống nắng chị đẹp. Xài ngày với đêm luôn ha. Kem vàng đó xài bao đẹp. Cái này em khui ra rồi nhưng mà nó không có vấn đề gì nha chị Huệ Nguyễn thì em hết rồi. Thế em lấy cái hộp mẫu cho chị. Sáng xài một lần, tối xài một lần, da mình nám nặng cỡ nào cũng hết nha chị đẹp. Nha chị Nguyễn Vân. Dầu gội lên em hết rồi, bán nhiều lắm, có khách mua lần 5 hộp để dành xài á. Em có đôi dép size 39 là chị nào chốt bình luận vừa bán vừa tặng luôn 70.000. Hết hàng rồi. Size 39. Ok chị Nguyễn Vân. Size 39 nha chị nào mà vừa thì chốt 70.000 chốt. Có một đôi à, Tết bán hết hàng rồi còn có một đôi à. Kem vàng là xài bao luôn mấy chị. Da mình xấu cỡ nào cũng hết nha. Da xấu cỡ nào cũng cải thiện rất là rõ rệt. 5 ngày là thấy mình da sáng rồi. Một hộp 115.000 ok nè. Sáng sức một lần, chiều sức, tối sức một lần. Da cho mình nó lấy hết mụn, hết nám nha. Da dầu, da nhờn gì nó cũng đi hết. Da rất là đỉnh luôn. Em đang xài nè, em nám nặng lắm. Da em nám nặng lắm mà em xài từ từ nó cũng bớt. Nói chung là em test á, em test cho mấy chị coi hoài nó hết nha. Đôi dép 70 ai vừa xe 39 chốt. Có một đôi một à, hết rồi. Ai chốt cái này bình luận giùm em tặng nha. Tặng thần tài để bỏ bóp. Cho tiền lúc nào nó cũng vô túi rủng rỉnh mấy chị. Tặng thần tài chốt bình luận. Còn tới đâu là em chốt tới đó hả mấy chị. Bàn chải là thang tre 6.000 nha. Chị nào chốt bàn chải bình luận. Kém răng là 30.000. Kém răng 30.000 chốt bình luận với mấy chị đẹp. Có chống nắng nha mọi người. Có ai chốt chống nắng bình luận cho em. Chống nắng bình luận em. Có nước pha, có đủ thứ mọi người. Phấn mắt ha, phấn mắt em còn một ít. Phấn mắt là 50.000 á mấy chị. Phấn mắt 50 nè. Mấy chị nào mà thích đơn giản thì chốt phấn mắt này mình trang điểm lên nhẹ nhẹ lên cái cho dễ nhìn. Gương mặt mình nó dễ nhìn, sáng sáng lên chốt mọi người. Phấn mắt 50 chốt. Nó hơi nâu nâu ha. Chốt phấn mắt bình luận 50. Chị nào chưa có phấn mắt thì chốt 50. Ok chị Hoa Hướng Dương. Cái đó là mấy chục ngàn lận nhưng mà mình tặng nó mới hơn. Tặng thằng Tài ok. Về bỏ vô bóp nha. Có lúc nào tiền mình nó cũng vô rủng rỉnh đầy túi mấy chị. Không thì mình để ngay bàn thờ ông địa giùm em. Bữa Tết em có nhiều nhưng mà em tặng hết rồi. Còn một hai cái còn sót nè. Chị nào chốt phấn mắt bình luận. Son 70.000 em còn mấy cây. Son 70.000 son màu cam đào. Cam đào với màu đỏ. Ok, phấn mắt ok. 4 phấn mắt luôn nha. Phấn mắt mấy chị, nó đơn giản. Em xài cái gì là em chốt cho mấy chị cái đó ha. Nó rất là đơn giản, em xài màu nâu. Màu nâu nó hơi pha trắng trắng nhũ lên thôi. Chứ em không có thích cái mấy màu sáng quá. Có nhiều màu nhưng mà em chốt cái này thôi. Ok chị gái nè. Ok ha. Mua 4 phấn mắt lận hả. Em tặng cho cây son nè. Son gì? Ý em tặng serum đây. Serum 45 ngày em còn có con trai em tặng chị nha. Nha chị, serum còn có một tiếp à. Serum X3 á.
serum làm cho trẻ quá. Dạ, mấy chị mà có tiền rủng rỉnh là em thích lắm. Để là mấy chị cứ mua hàng ủng hộ hoài em mới bán được hàng mọi người. Em mong sao mà mấy chị khách yêu là có tiền hoài luôn, rủng rỉnh giùm em ha. Để chi biết không, mấy chị cứ lên like vui vẻ, ủng hộ hoài hoài. Chị nào chốt thì bình luận giùm em. Chống nắng em, chống nắng 130. Em còn một ít chống nắng nữa mấy chị. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ai mà xài chống nắng này mấy chị chốt giùm em 2 tặng 1 luôn. Em còn nhiêu đây, chống nắng Đông Anh 130, 2 tặng 1. Chốt thì mấy chị để em vô rồi về đợt hàng mới á. Cái gì còn lại là em bán tặng cho mấy chị vui ha. Nè, chống nắng này là cái mùi nước hoa nha mấy chị. Mùi nước hoa mà chống nắng này nó được cái lớp là nó làm nền luôn. Nó làm nền, nó bảo vệ làn da. Mùi nước hoa thơm lắm, chống nắng Đông Anh là 130. Giá niêm yết nó tới 199 nha. Em còn có hơn 10 thì 10 tiếp đó, ai chốt bình luận giùm em 2 tặng 1 về xài đi mấy chị. Chống nắng ai cũng cần mà. Chốt 2 tặng 1, chốt bình luận nha. Nè. 2 tặng 1 cho vui. Đợt hàng sau này về bán giá cũ. Cái nào mà em có lời rồi em bán lời rồi, cái sau cái mình còn mình tặng vậy đó ha. Chứ không phải hàng sao hàng cũ hàng xấu gì hết đó. Nói chung đợt hàng nào về em bán mà em gần hết rồi là em xả em tặng cho mấy chị vui đó. Chống nắng này nó làm cho mình lớp nền. Chốt bình luận giùm em 2 tặng 1, 130 một tiếp, xài đi mấy chị. Chống nắng này em xài thấy ok lắm luôn á. Chị nào chốt chống nắng bình luận. Có chống nắng Nhật luôn, 2, 1 tặng 1. Chống nắng Nhật là 120, 1 tặng 1. Chốt bình luận đi mấy gái ơi. Phấn mắt là 50.000, ai chốt bình luận. Rồi em còn có một chai này sót lại thôi, 20.000 nha. Chị nào lấy 10.000 bình luận, dầu 10.000. Có một chai à, hết hàng. Đợt sau mới có nữa, 10.000. Chốt dầu bồ đề 10.000. Ok, Út Lâm. Chống nắng là mấy chị phải cần nha. Mấy chị không trang điểm, không xài mỹ phẩm trên da, nhưng mà mấy chị phải chống nắng giùm em nha. Ví dụ như mấy chị xài dưỡng thì càng chống nắng. Còn mấy chị không xài cũng có một cái lớp chống nắng giùm em cho nó bảo vệ làn da. 2 tặng 1 ok nè, còn có ít thôi nha. Chống nắng này là ai cũng xài rồi mấy chị. Rất là xịn sò luôn. Giá nó biết nó tới 199.000 lần. Em còn có mấy tiếp em bán tặng cho mấy chị nè. Rồi chị nào chốt bình luận. Giá của nó là 130 em đang bán ha. 2 tặng 1 chốt đi mấy chị. 2 tặng 1. Còn có mấy tiếp à, ai chốt nhanh tay bình luận. Chống nắng là mình không có xài kem dưỡng kem gì, mình cũng phải chống nắng giùm cho em nha mọi người. Phải chống nắng để cái làn da mình nó được bảo vệ ánh nắng mặt trời. Ok, dầu 10.000 cho chị luôn. Đây nè, em còn nhiêu đây em bán cho nó vui, cái em nhập về sau. Nói chung là mình bán số lượng rồi. Đó. Nhưng vậy cho mấy chị thích em, mấy chị tới ủng hộ em hoài nha. Ok nè. Hoang Dương. Chống nắng là xài ok lắm luôn mấy chị, khách là xài viền á. Ai chốt Tẩy Long là 65.000 nha. Tẩy Long 65. Tẩy Long 65 nè mấy chị, thích tẩy dùng nào thì mình thoa lên dùng đó. Mình thích Tẩy Long dùng nào thoa lên dùng đó dùng cho em nha mọi người. Xong rồi 15 phút sau á. 15 phút sau mình lấy khăn ướt á, mình chậm nhẹ cái là nó rớt hết trơn. Hana 2 tặng 1 chốt bình luận. Hana này mấy chị về xài. Hàng là hàng chuẩn đàng hoàng nha. Mấy chị cứ về test mã vạch dùm cho em. Giá thị trường tới 100 mấy nha mọi người, 101, 102 có chỗ bán 130. Em bán 95, 2 tặng 1 chốt bình luận, em còn ít. 2 tặng 1 chốt. Số mở ok chị Thái Xuân. Một phấn mắt ok. Rồi ok chị. Phấn mắt 50.000, số mở 30.000. 2 tặng 1, chị nào chốt nhanh tay. Em còn có mấy phần nữa hết à. Có được có vài khách thôi nha. 120 lần á mấy chị, em xả cho mấy chị. Có 95.000 mà được tặng nữa mấy chị thích không? Thích thì bình luận nhanh. Ok chị nha, chị phấn mắt cho chị nè. Phấn mắt là rất là đơn giản nha. Tại vì em bán cho mấy chị toàn là lớn tuổi không à, cho nên là em chọn cái màu nó rất là đầm.
em không thích màu sáng màu cam gì trên mắt đâu, màu cam màu hồng màu này kia kia đỏ rồi này em không phải nha, em chỉ lấy có màu nâu nhũ trắng thôi. Ok chị sẽ mở với lại phấn mắt nè, chốt nữa bình luận. Nước hoa ngựa là 40.000 nha mọi người, nước hoa ngựa 40.000 thơm lắm. Em có mấy loại nước hoa rồi mấy chị, từ chờ em nha. Nước hoa này thơm ngát, ngang ngát 40 chốt. Ai chốt nước hoa ngựa bình luận 40. Có nhiều loại nước hoa nha mọi người, xài đi mấy chị, lúc nào cũng thơm tho nha. Lúc nào cũng thơm tho mà mùi dai. Dầu thơm em có mấy chai à? Ở quên, cái này là dầu gội nha. 80.000 dầu gội, chốt bình luận đi mấy chị. Dầu gội này được bao nhiêu? 500ml. Chốt giùm em 80.000, xài đi mấy chị thơm lắm nghe. Hàng của Thái á hay gì đó, hàng Thái ha. Chị nào chốt bình luận, em không có biết đọc chữ đâu mấy chị. Em chỉ biết cái nào xài ok là em đem về bán cho mấy chị gái nha. Ai chốt nước hoa em có mấy loại lần. Rồi chị nào chốt thần tài tặng còn cái nữa nha. Ai có đơn thì tặng thần tài mấy chị về để bằng địa hoặc là bỏ vô tê bóp. Thần tài, tặng thần tài chốt. Hana, chị nào chốt Hana bình luận. Son 35.000. Son 35. Son 35 này là chốt cho em là son thạch. Son thạch này là son lên không phai nha, son gió đó không phai. Từ sáng tới chiều luôn nó không có phai. Son thạch chốt đi mấy chị. Còn ít à. Hết hàng này là về không có son thạch nữa, nhưng mà mọi người chị nào chưa có son thạch thì chốt. Nó nè. Ok chị Thái Xuân, chốt son thạch bình luận. Từ sáng tới tối luôn không phai màu nha. Rất là đỉnh luôn. Chị nào chốt son thạch. Ok chị gái, dầu gọi 80.000. Em test cái kem lên á. Em test kem cái da mặt mình nó trắng quá, để em lấy miếng son lên. Son 35, son thạch 35, son đỏ, son cam đào là 70, son nha đam là 1 tặng 1, 35 tặng 1. Thần tài về bỏ bóp cho lúc nào tiền cũng vô nha chị đẹp. Em còn mấy cái kẹp chút xíu em lên tặng luôn. Tết kem cái bị cái mặt mình trắng quá nó mét môi ha. Chị nào chốt gì bình luận đi mấy chị đẹp ơi. Còn tiếp hồng môi ai chốt bình luận đi mấy chị. Hồng môi em còn tiếp nha. 85.000 nè. Tiếp này là em để mình test. Tiếp này 85.000. Còn một tiếp em bán 60 chốt bình luận. Còn cái tiếp 60, còn không thì thôi em không, em để đó được, ngày mai nó có hàng về nữa rồi. Chốt bình luận đi mấy chị gái. Nước hoa hay là son? Son 35.000 1 tặng 1, son nha đam nha. Son này là bình luận giùm em son dưỡng. Son dưỡng nha đam này nó có màu hồng, mình son lên môi nó màu hồng suốt ngày luôn. 1 tặng 1, 35.000 cây. Son dưỡng 1 tặng 1 đó mấy chị. Son màu đỏ 70.000. Có màu đỏ với màu cam nha. Chị nào chốt bình luận. 70 70, em còn mấy cây thôi hết hàng rồi. Ai chốt kem hay chốt gì bình luận cho em nữa đi mấy chị. Sữa rửa mặt mấy chị có chốt không? Sữa rửa mặt gạo 35. Sữa rửa mặt gạo 35 nha.
Gel gừng xài cho dùng dùng mỡ nào mà mấy chị cần. Thải chì 5 miếng thu. Thải chì 120 nha. Dùng nào mà mình cần thải chì quên thải mỡ tan mỡ thì mình xài cho dùng đó thì em nha ta. Gel gừng. Thải chì 120 nha chị 5 miếng thu. Có hướng dẫn trong đây nè nha. Chị về cứ coi theo hướng dẫn mà xài giùm em đọc lâu em không đọc. 120 chị chốt thêm gì bình luận giùm em. Gel gừng là 60.000, thải mỡ toàn thân đó mấy chị, 60.000 thải mỡ toàn thân nè. Chốt bình luận giùm em. Mình cần tan mỡ dùng nào thì mình thoa lên dùng đó giùm em. 60.000 nó được một cái dây thước dây. Chị nào xài thì bình luận giùm em. Gel gừng 60.000. 60.000 nha. Ví dụ như mình thích tan mỡ dùng bắp tay hoặc là bắp đùi hay là hông hay là bụng mấy chị thoa lên nó nóng cho tan mỡ. Chốt bình luận giùm em mọi người. Có 60.000 à. Kem răng 30. Ai chốt kem răng bình luận giùm em ha. Bàn chải là 60. Nước hoa gỗ 2 chai 150. Nước hoa gỗ có màu vàng, màu xanh, màu hồng. Mùi nào cũng thơm đỉnh hết. 2 chai 150 chốt 1 chai 85. 3 màu nha mấy chị. Thơm lắm, cái mùi thơm rất là lâu, lưu hương lâu lắm luôn mấy chị. Một chai như vậy 50ml. Chai to tướng vậy có 85.000, ai chốt bình luận 2 chai là 150. Màu xanh, màu vàng với màu hồng ha. Nước hoa gỗ. Hai chai 150, chị nào chốt bình luận. Chị nào chốt nước hoa bình luận giùm em. Một chai này em bán sale cho mấy chị 120 nha. Bữa hổm em gọi chồng chị nghe, chồng chị nói sao rồi em xả rồi nha chị gái trước chính. Bữa chiều em gọi cho chồng chị á. Chị chốt lại kem khác giùm em nha. Tại hàng đó em sale á, một em tặng một mà mấy chị không có để ý điện thoại cho nên là em giao cho người khác rồi. Bữa đó chị đi đám hay gì đó, em không thấy chị gọi lại. 250 mà một tặng một mà chị không có gọi lại cho em nên em không biết sao em bán rồi. 120 chốt bình luận. Cái tính của em là rất là kỹ. Ai khách có đơn rồi em vẫn gọi. Em gọi xác nhận rồi. Nhưng mà chị đi đám tiệc gì đó chị không có gọi lại em. Hàng đó là xài ok lắm luôn mà mấy chị được mua giá tặng mà mấy chị không có. Rồi chị nào chốt bình luận giùm em 150, 2 chai là 250 nha. 2 chai là 250 chốt bình luận nước hoa túi, nước hoa túi chốt. 2 chai là 250, nước hoa này cũng vậy luôn, 120 một chai thơm đỉnh luôn, nước hoa ngôi sao. Nước hoa ngôi sao chốt nha. Một bộ kim cương giá em nhập sĩ cũng không có giá rẻ cỡ đó đâu nha chị đẹp. Chúc Nhi ok. Không có số điện thoại, không có đi được đơn ha. Chị nào chốt thì nhớ bình luận giùm em cái số điện thoại cho em để em biết đường. Còn mà mình gọi để chốt đơn hàng á mấy chị. Gel gừng là mình thích nó tan mỡ dùng nào mình thoa lên dùng đó, nhất là dùng bụng. Em thấy ai cũng xài cho dùng bụng hết. Ai cũng xài cho dùng bụng hết. Rồi chị nào chốt serum 140 thì bình luận giùm em. Serum chai khủng luôn mấy chị. Mấy chị trước khi xài á, cái này mình lắc lên giùm em nha. Riêng cái serum này nó ngộ lắm, mình phải lắc lên mình mới xài được. Da mình nó căng bóng mượt mà, lấy đi mụn nám.
tóc tần tật trên da, da nào xấu ha, mình xài serum lên xong mình xức kem. 140 chai serum bình luận giùm em. Serum này nó to tướng luôn mấy chị. 130ml. Thêm một gel gừng nữa là một tiếp nhé, là gì em không biết. Vậy em xin lỗi chị, em tính nói chị. Dạ là hai gel gừng nha chị Trúc Nhi. Mấy shop khác người ta không có gọi chốt, ví dụ như chị có đơn hàng có địa chỉ rồi là người ta cứ gọi ha, ủa quên, người ta cứ gửi, còn bên em phải gọi khách cũ khách mới gì em cũng gọi hết. Một chai chị chốt lại giùm em ơi chị. Bên em á là em gọi xác nhận em mới dám cho đi đơn, không biết là mấy chị có thay đổi hay là có lấy thêm lấy bớt gì không, cho nên là em phải gọi ha. Chị nào chốt gieo gần cho chị Trúc Nhi nè. Heo gừng là 60.000. Heo gừng nằm đâu rồi phát em? Sữa rửa mặt gì không mấy chị, để em lên từ từ. Chị có chốt cái gì khác thì bình luận giùm em lên đi, trước kim cương em hết rồi chị tiếp chính. Heo gừng 2 chai. Một tiếp là 60.000 mấy chị. Xài cái này cho tan mỡ. Mỡ dùng bụng là mấy chị thường xài nhất, bắp tay rồi bắp đùi. Chốt thêm cái gì bình luận giùm em mọi người. Sữa rửa mặt này mấy chị, sữa rửa mặt này xài xịn sò nha. Nó có hướng dẫn nhưng mà em đọc chậm lắm. Nó làm sạch sâu cho da, kiềm da dầu, làm dịu nốt mụn sưng tấy, kháng viêm giảm mẩn đỏ. Xài cái này đi mấy chị, 70.000 một tiếp sữa rửa mặt. Rất là hay luôn nha. Chị nào chốt bình luận giùm em sữa rửa mặt 70. Một sữa rửa mặt 70. Xịn sò nha mấy chị. Chốt bình luận đi mấy chị, sữa rửa mặt gạo là có 35 thôi, sữa rửa mặt này là chốt giùm em 70. Em có ủ trắng nữa mấy chị, ủ trắng thải chì. Chị nào chốt đủ 150 em sẽ gọi mọi người nha. Có kem VIP nè, 220 chốt bình luận giùm em. Kem cá heo, kem cá heo 300. Xài cho da mình nó trẻ quá mọi người. Kem hàng xịn sò nha mấy chị. Xài cho da mặt mình nó lúc nào nó cũng mượt, cũng căng. Căng mượt ha, bóng mịn, xịn lắm. Vừa sức lên cái nó làm cho da mình nó căng thấy rõ rệt liền luôn mấy chị. Cứ xài đi cho em, cho da mình nó càng ngày nó càng tươi lên mấy chị gái đẹp. Tươi mà căng bóng mịn mà ha. Ủa cái điện thoại đâu rồi ta? Điện thoại đen nãy đâu rồi Phát? Đưa đây coi. Này gì vậy ta? Chị nào chốt gì bình luận giùm em, để em chốt cho mấy chị ha. Không thì em tắt like xong em lên lại cho mấy chị tương tác lại giùm em nha mọi người. Em tắt like em vô lại cho nó tương tác lại ha.
bình luận giùm em cái đi mấy chị. Em thoát ra xong em vô lại ha. Thí Quỳnh ok. Một keo gừng, ra lấy giùm mấy chai keo gừng vô phát. Một dầu thơm, một dầu thơm cho em giá đi chị đẹp. 5 bàn chải đánh răng, serum cho em giá đi chị đẹp. Dầu thơm nó có nhiều, dầu thơm cho em cái tên dầu thơm với cái giá ha. Thí Quỳnh, keo gừng 60.000, dầu thơm cho em giá tiền, có dầu thơm 100.000 một set nữa, lấy 5 bàn chải nữa. Bàn chải trong cái bịch lẻ lẻ còn một ít á, khỏi khui nguyên thùng. Bàn chải kem răng luôn không chị? Dầu thơm giá giùm em với lại cái tên của cái sản phẩm nha chị đẹp. Chị nào chốt chống nắng bình luận nè, chống nắng 2 tặng 1 để dành xài không có ế ẩm gì đâu mấy chị. Chị nào chốt phấn bình luận giùm em nha. Phấn này đặc trị hơi nách hơi chân nè. Đặc trị hơi nách hơi chân, chốt bình luận giùm em phấn nách. Phấn 35 ngàn. Phấn 35 chốt nha. Đây cây nữa nè, đường hộp vô đây để đây để có gì dễ bóc. Chị nào chốt bình luận với mấy chị gái. Phấn này 35.000 xài đặc trị ngăn ngừa mồ hôi nách, mồ hôi cơ thể rất là đỉnh luôn. Xài ngay lần đầu tiên là mấy chị thấy ok rồi nha. Em tắt like cái em vô lại cho mấy chị tương tác lại giùm em cái em tặng đầu like nha. Chị Thí Quỳnh không có cho em cái tên sản phẩm nè. Dầu thơm gì mấy chị phải để cho em. Dầu thơm là em chưa bỏ vô bịch đâu nha. Bàn chải là 6.000 cây, kem răng 30. Xong rồi em thoát ra ha.